Kính chào bà con và các bạn xem đài. Bà con và các bạn xem đài thân mến, hiện nay thực trạng kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật giống cây trồng kém chất lượng gây bức xúc xã hội. Một số đối tượng xấu lợi dụng tình hình khan hiếm vật tư để sản xuất kinh doanh phân bón giả, vật tư kém chất lượng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại cho người sản xuất, ảnh hưởng đến chất lượng của nông sản. Vấn đề quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp đang được nhiều người quan tâm. Trong chương trình hôm nay, mời quý bà con và các bạn cùng theo dõi phóng sự tăng cường quản lý kinh doanh phân bón giống cây trồng. Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng là vật tư nông nghiệp dùng trong canh tác sản xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất và sức khỏe người tiêu dùng nông sản. Việc tăng cường quản lý chất lượng mặt hàng này là góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng nông sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường sinh thái. Xác định vật tư nông nghiệp có vai trò bảo đảm ngành nông nghiệp phát triển bền vững, thời gian qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tây Ninh đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người nông dân để nâng cao nhận thức cách phân biệt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời khuyến khích các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh nêu cao tinh thần tự nguyện, tự giác, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh. Vừa qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tây Ninh đã tổ chức đợt kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng trên địa bàn tỉnh. Bước đầu đã đánh giá sơ bộ tình hình hoạt động kinh doanh mặt hàng vật tư nông nghiệp hiện nay. Qua kiểm tra cho thấy là phần lớn các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là chấp hành đúng về cái điều kiện kinh doanh. Thì chỉ có một vài cơ sở là còn một số hành vi vi phạm, chẳng hạn như là còn buôn bán là cái thuốc chế phẩm y tế, thì trong cái khu vực mà buôn bán cái cửa hàng là buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, hoặc là còn một số cái loại sản phẩm hàng hóa như phân bón là có cái thiếu tem nhãn phụ, chỉ có tem nhãn nước ngoài, hoặc là cái nhãn nó không đúng theo quy định, thì đoàn cũng đã tiến hành tiên phong một vài cái trường hợp. Còn riêng về chất lượng thì chờ cái cơ quan tiến hành kiểm tra chất lượng chúng tôi sẽ có cái kết quả xử lý sau. Cơ quan thanh kiểm tra sẽ tiến hành phạt xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở là kinh doanh là tại cơ sở đại lý mà chúng ta lấy mẫu đó, văn bản pháp luật quy định đó, thì là có cái hành vi với sản phẩm là không đạt chất lượng, là sản phẩm kém hoặc sản phẩm giả. Riêng với mà cơ sở buôn bán kinh doanh đó, thì nó cũng có cái hành vi để xử phạt là về cái điều kiện là cái sản phẩm đó là kém chất lượng hoặc là sản phẩm giả. Và nó là phù hợp. Đặc biệt trong đợt kiểm tra lĩnh vực kinh doanh vật tư nông nghiệp lần này, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật kèm theo chiến dịch thông báo đến các tổ chức cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh về điều kiện buôn bán mặt hàng này. Theo đó, các cơ sở phải đáp ứng các quy định về hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc giống cây trồng, bao gồm cây ăn quả, cây công nghiệp, hạt giống, phải có đủ thông tin về hợp đồng, hóa đơn mua bán lô giống, hồ sơ chất lượng lô giống. Đối với giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, phải có thêm thông tin về nguồn vật liệu nhân giống, còn gọi là cây đầu dòng, đã sử dụng, tiêu chuẩn công bố áp dụng, số lượng cây, thời gian giao nhận cây, nhãn hàng hóa. Trước ngày 30 tháng 9 năm 2022, các tổ chức cá nhân buôn bán giống cây trồng phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định nêu trên, cùng từng loại hạt giống, cây giống. Sau thời hạn trên, đoàn thanh tra chuyên ngành sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định đối với cơ sở kinh doanh không có đầy đủ hồ sơ. Thì trong đợt này chúng tôi tăng cường cái công tác là rà soát các điểm mà sản xuất cũng như cái kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn toàn tỉnh. Thì qua đó là để tuyên truyền cho các điểm bán giống, các cơ sở bán giống này biết về là điều kiện kinh doanh, cơ sở địa chỉ giao dịch rõ ràng, rồi thông tin cái toàn bộ cái nội dung của điểm cơ sở bán giống mình gửi về cơ quan chuyên môn Sở Nông nghiệp để đăng thông tin trên cổng thông tin điện tử, cụ thể là giống là sản xuất cơ sở gì, rồi địa chỉ ở đâu, người đại diện, rồi cái loại sản phẩm hàng hóa kinh doanh. Thì riêng về điều kiện kinh doanh phải có giấy phép kinh doanh này, rồi phải có cái hồ sơ chất lượng về cái cây giống mà chúng ta đang kinh doanh. Rồi riêng về cây giống mà cây ăn quả cũng như cái cây công nghiệp lâu năm á, là phải có hồ sơ về quản lý cái cây đầu dòng do cái địa phương đó cấp ra.
Rồi bên cạnh đó là phải nhãn mác hàng hóa, phải đúng theo quy định của nhà nước. Chúng ta có đầy đủ cái hồ sơ chất lượng, người bán chúng ta là thể hiện được cái trách nhiệm với cái người mua. Ăn trái chúng ta tại vì với cây công nghiệp lâu năm là phải từ 3 đến 5 năm rồi mới có sản phẩm. Đó có tem nhãn rõ ràng là để người dân có thể truy xuất. Sau này chúng ta truy xuất lại cái nguồn gốc này. Thì cơ quan chuyên môn tới thành tiến hành kiểm tra chúng ta cũng truy xuất được cái nguồn gốc giống nó đúng theo quy định. Riêng địa bàn thị xã Hòa Thành, hiện nay đã có nhiều cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp hoạt động. Vừa qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với các ban ngành kiểm tra các cơ sở này. Đến kiểm tra đại lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Úc Thành tại ấp Trường Lưu, xã Trường Đông. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan việc kinh doanh. Đoàn đề nghị cơ sở nhanh chóng gắn bảng hiệu kinh doanh, sắp xếp lại sản phẩm trưng bày buôn bán, kho chứa hàng phải gọn gàng, sạch sẽ hơn. Thời hạn khắc phục là 30 ngày. Đoàn tiến hành lấy 2 mẫu phân bón dạng hạt để phục vụ công tác kiểm định. Kiểm tra đại lý Bình Cương, chuyên kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa, đoàn cũng tiến hành lấy 2 mẫu phân bón dạng rắn để phục vụ công tác kiểm định. Sau khi có kết quả kiểm định, đoàn sẽ làm việc với các cơ sở liên quan. Việc mà thanh kiểm tra này thì cũng nhằm giúp cho các cái hộ kinh doanh sẽ nhận thức rõ hơn về cái giá trị của phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Vì hiện nay cái trên cái thị trường giá cả phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nó có tăng so với cùng kỳ hàng năm. Nên cái vấn đề về phân giả, phân kém chất lượng dễ trà trộn và nó đi thẳng vào các cái đại lý cơ sở kinh doanh. Qua thanh kiểm tra thì đa số các cơ sở đều lấy những cái hàng hóa, những cái sản phẩm đều có nhãn mác hàng hóa nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cũng có một số cái sản phẩm đoàn thanh tra mình nghi ngờ thì mình sẽ lấy những cái mẫu sản phẩm về để mình phân tích kiểm tra chất lượng. Thì trạm cũng thường xuyên nhắc nhở là về như vấn đề về những cái thuốc mà có cái y tế thì mình nên vấn đề kinh doanh trong thuốc bảo vệ thực vật thì mình nên phải xem xét đúng theo cái quy định. Giống như cây ăn quả thì mình phải mua những lấy giống những cái cơ sở mà có tem nhãn, có đăng ký những cái công bố hợp chuẩn, công bố những cái hợp quy về giống, đăng ký những cái cây đầu dòng. Người ta đến, người ta mua giống, người ta sẽ nhận định rõ hơn về cái cơ sở kinh doanh giống. Cũng trong đợt này, tại ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, đoàn kiểm tra cơ sở Bình, chuyên buôn bán các loại cây giống, cây ăn quả. Đây là một trong số ít cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp nguồn cây giống, có đủ hồ sơ nguồn gốc giống cây trồng. Chủ cơ sở Nguyễn Hữu Bình xuất thân trong gia đình chuyên sản xuất cây giống ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hơn 10 năm trước, lên Tây Ninh lập nghiệp, mang theo nghề truyền thống của gia đình. Cơ sở bán cây giống của anh tại xã Trường Đông nhận nguồn hàng chất lượng từ quê nhà, có đủ hồ sơ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, thông tin về hợp đồng mua bán hàng hóa, về nguồn vật liệu nhân giống. Tất cả hồ sơ đã gửi về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tây Ninh kiểm định và được công nhận là hợp lệ. Đây là cơ sở điển hình để ngành chức năng mở rộng tuyên truyền. Bán ở đây thường kinh doanh cây chính là có 10 loại cây ăn lâu năm chất lượng, thị trường đang thuận. Những cái nguồn gốc này em mua là ngay ở dưới quê Chợ Lách luôn. Cây có hồ sơ, công bố chất lượng đầy đủ. Giờ đang thận nhất là cây chôm chôm, tiến cường với là em chôm thái. Hai nữa là sầu riêng có 3 loại. Sầu riêng Mã Lai Mô Sinh Kiên với sầu riêng Ghi Sáo. Thứ ba nữa là sầu riêng Mõn Thon. Nguồn gốc cây thì mình phải lấy cho nó đúng giống. Hai nữa là cái người chăm sóc phải coi lại những cái cây ghép là nó phải đúng của nó mới được. Hay nữa mình phải coi cái bo đồ này lên, kia nó lên phải chuẩn. Mình không lấy đúng theo cái nguồn giống không chất lượng á thì thanh tra người ta phải xác định lại, nếu mà không có thì người ta sẽ phạt. Ảnh hưởng và thiệt hại những người dân cũng hơi nhiều, tại mất thời gian thứ nhất. Thứ hai nữa là công chăm sóc trong thời gian tới 3 năm lận. Đối với cơ sở kinh doanh mình thì nó không có uy tín thì thành ra mình không có bán đồ được. Như đã được thông tin, biện pháp xử lý vi phạm hành vi sản xuất kinh doanh phân bón, giống cây trồng kém chất lượng còn rất nhập nhằng, chưa đủ sức răn đe đối tượng vi phạm. Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh cho biết, ngành chuyên môn còn bị ràng buộc bởi pháp lệnh xử phạt hành chính và các nghị định có liên quan pháp định xử phạt. Mức xử phạt còn thấp so với mức nguy hại. Ngành nông nghiệp Tây Ninh không xử phạt được những công ty sản xuất phân bón giả, nhất là các công ty trú đóng ở tỉnh khác. Mức phạt còn khống chế bởi số lượng sản phẩm thu được. Thông thường,
Các đại lý kinh doanh vật tư không trưng bày số lượng nhiều tại một chỗ nên mức phạt còn thấp. Ngành nông nghiệp đã kiến nghị chính phủ nhanh chóng có giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh, đảm bảo xử lý đủ sức răn đe theo hướng bảo vệ người tiêu dùng. Bà con và các bạn xem đài thân mến, chương trình Nông nghiệp Tây Ninh hôm nay đến đây là hết. Hẹn bà con và các bạn ở những chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.